sẽ nhường sân khấu cho ca sĩ Phương Thanh. Và ngày nay hôm nay chị không chỉ dành một bài hát cho mọi người đâu, mà chị sẽ dành một liên khúc những ca khúc gọi là bất hủ Phương Thanh. Một liên khúc tùm lum gồm những bài hết của Phương Thanh được không ạ? Vâng, xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Xin cảm ơn hai người đã rút điểm 100 pháo tay thật lớn ạ. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.